À, chào các bạn, hôm nay chúng ta cùng nhau đi phân tích giá vàng trong những tuần tới của tháng 3 năm 2016. Thì dựa trên biểu đồ ngày, chúng ta thấy rằng là hiện giờ giá đang trong giai đoạn hình thành con sóng sóng A của biểu đồ ngày. Vì vậy thì có khả năng trong vài ngày tới thì sẽ có những đợt sóng hồi, tức là nó sẽ tăng trở lại, và sau đó sẽ là những cuộc chốt lời mạnh mẽ làm cho giá vàng sẽ giảm về ở vùng khả năng sẽ là 1193. Vì vậy thì đang trong giai đoạn hồi giá này thì các nhà đầu tư hãy nên lưu ý là nếu chúng ta đã có những cái lệnh mua vàng vật chất thì chúng ta có thể tranh thủ để chuẩn bị giai đoạn chúng ta chốt lời, bởi vì khi giá vàng thế giới mà nó thực hiện cái chu kỳ nó đảo, nó giảm đảo chiều, tức là nó giảm, thì khả năng vàng trong nước cũng có sự thay đổi rất là mạnh mẽ. Và cái vùng đảo chiều của giai đoạn, tức là con sóng B, thì được dự kiến là nó vào trong giai đoạn vào những cái ngày xung quanh ở ngày từ ngày 20 cho đến tới ngày 20 26 tháng 3 tới, thì khả năng nó sẽ là một giai đoạn đảo chiều để bắt đầu cái con sóng giảm của con sóng C. Vì vậy thì chúng tôi khuyên các nhà đầu tư hãy thận trọng và lưu ý các cái vùng cản này. Hiện tại thì giá đang dao động ở cái vùng cản là 1125. Như vậy thì khả năng hình thành con sóng B sẽ hồi về ở khu vực giá sẽ là 1260, 61 cho đến 1270, và sau đó sẽ là những giai đoạn giảm giá mạnh. Các nhà đầu tư hãy lưu ý và để thực hiện cái việc giao dịch hiệu quả hơn. Xin chào và hãy đừng quên subscribe và nhận các bản tin trên kênh YouTube của chúng tôi, hoặc là ứng dụng dự báo giá vàng. Các bạn có thể tải cái ứng dụng dự báo giá vàng ở trong cái phần mô tả của cái video này để nhận được các cái chiến lược một cách nhanh nhất, đồng thời có những cái tư vấn đầu tư rất là hiệu quả. Xin chào tạm biệt.